Tin Ethiopia tìm thấy ngôi mộ tập thể của các Kitô hữu bị nhà nước Hồi giáo sát hại. Một ngôi mộ tập thể của 34 Kitô hữu Ethiopia bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS xử tử vào năm 2015 đã được tìm thấy tại Libya. Theo Bộ trưởng Nội vụ Libya, các thi thể đã được khai quật và sẽ được đưa về nước này. Chính quyền Libya đã tìm thấy ngôi mộ tập thể vào ngày 23 tháng 12 – sau khi nhận được thông tin từ các thành viên IS bị bắt giữ. Ngôi mộ nằm gần tại một cánh đồng gần thành phố bờ biển Site, 170 dặm về hướng đông nam của Misrata. Theo báo Libyan Express, một video tuyên truyền được đăng trên các trang mạng truyền thông xã hội hồi tháng 4 năm 2015 cho thấy các phần tử IS bắn và chặt đầu các kỳ tô hữu Ethiopia. Các kỳ tô hữu này di cư đến Libya để tìm việc làm. Sự kiện này xảy ra chỉ vài tháng sau khi nhà nước Hồi giáo xử tử một nhóm khoảng 20 kỳ tô hữu cóp tích mà thi hài vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể vào tháng 10 vừa qua. Hôm lễ Giáng sinh vừa qua, một người mang bom tự tử đã tấn công Bộ Ngoại giao Libya tại đồi Tripoli và IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ tấn công đã giết chết ít nhất 3 người và làm 21 người bị thương. Tại Libya, nhà nước hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác vẫn hoạt động và kiểm soát một số vùng tại quốc gia này